Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Trinh là những người thường xuyên được nhắc tới trong xét đấu thứ hai và góp công lớn trong việc giúp cho đội tuyển Việt Nam có thắng lợi 25-15. Vừa rồi là cú đánh của Nguyễn Thị Trinh và một lần nữa chúng ta lại mở điểm. Trong xét 2, đội tuyển Việt Nam cũng là những người mở điểm và chúng ta có thắng lợi sau cùng. Trước đó ở xét 1, Indonesia có điểm trước và họ giành phần thắng với tỷ số 25-21. Phát bóng không qua lưới, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống phát bóng của Ratri. Nhiều lần trong những trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam đã có sự nhập cuộc có phần hơi nặng nề và chậm chạp. Cũng dễ hiểu khi chúng ta vừa trải qua một giải đấu căng thẳng ở Vĩnh Phúc với các đối thủ rất mạnh tới từ những nền bóng chuyền hàng đầu của châu Á, với các câu lạc bộ của Trung Quốc, của Thái Lan, của Kazakhstan, của Đài Bắc Trung Hoa, của Iran và cả Nhật Bản nữa. Bây giờ thì Indonesia đang vượt lên và tạm dẫn với tỷ số 3-2. Khánh Đang đang liên tục phải đóng vai của một chuyền hai. Những tình huống xử lý bước một không tốt chính là nguyên nhân dẫn tới việc đó. Chúng ta đang thực sự có vấn đề trong những pha xử lý bước một ở trận đấu ngày hôm nay. Điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm nếu như Việt Nam giành vé tiến tới trận chung kết tranh tài với Thái Lan. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đó là tình huống tấn công của Tú Linh. Chắn bóng tốt. Một lần nữa thì hàng chắn của chúng ta lại phát huy năng lực của mình. Vẫn là Đoàn Thị Xuân và cả Lâm Oanh. Và ghi điểm ở vị trí số 2 của Megawati. 5-4 cho Indonesia. Công sau vạch 3m. Lại thêm một pha ghi điểm nữa của Megawati. Đây vẫn đang là mũi công lợi hại nhất của Indonesia. Trước đó thì Indonesia có một mũi công cực mạnh, đó là Maganan, người đã góp công giúp đội tuyển nữ Indonesia nhiều lần đánh bại đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó thì thời điểm tháng 9 năm 2020, tay đập huyền thoại của Indonesia cũng đã tuyên bố giải nghệ. Trước đó, Maganang đã bị xác định sai giới tính trong suốt 28 năm.
Trận đấu thứ ba này thì dường như khó khăn đang trở lại với đoàn quân của huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và huấn luyện viên sinh năm 1976 lại tiếp tục phải sử dụng quyền hội ý. Set 2 chúng ta không sử dụng lượt timeout nào cả. Cần phải đặc biệt cải thiện bước 1. Trong bóng chuyền, nếu bước 1 không tốt thì không có bất cứ một chiến thuật nào cả. Ngày hôm nay việc xử lý bước 1 không tốt khiến cho Lâm Oanh cũng không có được những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Những mũi công như Thanh Thúy, như Tú Linh, như Nguyễn Thị Trinh và cả Lý Thị Luyến đều nhận những đường chuyền không thuận lợi từ phía Lâm Oanh. Rõ ràng là Lâm Oanh cũng gặp khó sau những tình huống xử lý bước 1 không tốt từ những người đồng đội. Lượt khiếu nại đầu tiên trong trận đấu này. Indonesia nghĩ rằng bóng trong sân nhưng rõ ràng không phải như vậy. Họ mất một quyền khiếu nại trong set đấu thứ 3. Và còn lại một lượt khiếu nại sai nữa trong set đấu này. Tình huống tấn công từ sau vạch 3m của Megawati và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ra ngoài, đương nhiên không chạm bất cứ tay chắn nào. Hàng sau, pha xử lý thông minh của Tú Linh. Bỏ nhỏ chính là một trong những phương án mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhắc tới rất nhiều, giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện khả năng tấn công trước Indonesia. Trong những lượt hội ý của mình thì ban huấn luyện đã liên tục nhắc nhở các cầu thủ cần phải linh hoạt điều chỉnh lối chơi của mình. Lần này thì Megawati đã ghi điểm. Bóng đang được nhồi rất nhiều tới vị trí của đối chuyền mang áo số 3. Cú đập bóng của Megawati đã đưa bóng chạm tay của Thanh Thúy. Người phát bóng bây giờ là Medi. Vẫn là một đường chuyền chưa đúng tầm với Lý Thị Luyến. Và đối phương có thêm một điểm nữa. Lâm Oanh đang gặp khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung với những mũi công cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, cả Lý Thị Luyến và cả đội trưởng Trần Thanh Thúy trong trận đấu này. Tú Linh bắt bước 1 không tốt. Ở giải AVC Club 2023 vừa qua thì Tú Linh đã được khen ngợi với khả năng xử lý bước 1 của mình. Nhưng ngày hôm nay như chúng tôi đã nhận định, nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam đang thi đấu dưới sức. Tú Linh rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyệt Anh. Thanh Thúy. Đối phương phòng thủ tốt. Megawati. Đã có lỗi lưới của Lâm Oanh rồi. Có vẻ như Rachi mới là người chạm lưới. Nhưng chúng ta không khiếu nại cho pha bóng vừa rồi mà sử dụng quyền hội ý.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có những chỉ đạo rất quyết liệt với các học trò của mình. Vẫn là Medi phát bóng. 11-7. Bỏ nhỏ. Lực cứu bóng thành công của Indonesia. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Tình huống vào đà và ghi điểm của Thanh Thúy. Lý Thị Luyến phát bóng. Rachi. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Đối phương vẫn kịp phòng thủ. Và ghi thêm một điểm nữa sau khi đánh bại hai tay chắn của chúng ta. Tình huống chắn bóng với sự góp mặt của Lâm Oanh. Set 3 lại tiếp tục là một set đấu khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam. Xử lý tốt. Cú bỏ nhỏ vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của Khánh Đăng. Hàng sau. Cú đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m của Megawati khiến cho hàng phòng ngự của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều những du khách nước ngoài tới từ phương Tây cũng đang góp mặt ở Phnom Penh để theo dõi những diễn biến của SEA Games 32. Huấn luyện Tuấn Kiệt đang có nhiều lý do để tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay của các tuyển thủ. Và Thị Xuân vừa có một pha ghi điểm tốt với tình huống đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngay sau đó thì Thanh Thúy lại phát bóng không qua lưới. Đúng là Thanh Thúy đang có dấu hiệu mệt mỏi và quá tải. Những hình ảnh rất đáng lo ngại với các cổ động viên Việt Nam. Cú tấn công nhanh là của Nguyễn Thị Trinh. Đối phương đang chơi rất linh hoạt trong trận đấu này. Người vừa ghi điểm với pha xử lý của mình là chủ công Medi. Một mình Đoàn Thị Xuân đã không thể ngăn chặn tình huống tấn công vừa rồi. Bích Thủy được sử dụng từ băng ghế dự bị. Thêm một tình huống phối hợp đánh len nữa của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Megawati đã ghi điểm cho Indonesia. Chúng ta lại tiếp tục gặp khó với những tình huống tấn công ở vị trí số 4, vị trí số 2 và cả hàng sau. Vẫn đang là những miếng đánh quen thuộc của Indonesia trong trận đấu này. Thay đổi ở vị trí chuyền 2. Kim Thoa vào sân thay cho Đoàn Thị Lâm Oanh. Ngày hôm nay thì Lâm Oanh thực sự là thi đấu với phong độ không tốt, nhưng một phần cũng bởi bước một của các đồng đội.
là không thuận lợi cho Lâm Oanh. Bóng trong sân, tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Rachi. Đối phương đang tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội tuyển Việt Nam. Sau đầu, cú đánh trong sân của Bích Thủy. Điểm đầu tiên của phụ công Bích Thủy trong trận đấu này. Một điểm số ở thời điểm rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, giúp cho đoàn quân áo đỏ ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Số 7 Nandita trở lại sân để thay thế cho chủ công Rachi. Pha tấn công tốt của Megawati. Rất cần những sự điều chỉnh chiến thuật từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đối phương vẫn đang duy trì được cách biệt 7 điểm ở xét đấu thứ 3 này. Nhưng xét đấu này thì chúng ta cũng đã sử dụng hết lượt hội ý của mình. Megawati đánh bóng không qua lưới và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 12-18. Điểm vào đà và đánh bóng mạnh từ biên 4 của Medi. Có lẽ ở trận đấu tiếp theo thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải trông cậy vào Vi Thị Như Quỳnh. Tấn công tốt từ hàng sau của Thanh Thúy. Thời điểm khó khăn và chúng ta rất cần đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lên tiếng. Indonesia cũng có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Bóng ngoài, nhưng trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn rồi. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Huấn viên Nguyễn Trọng Linh và ban huấn luyện nghĩ rằng đây không phải là một tình huống mà bóng đã chạm các tay chắn của chúng ta. Bóng không chạm tay chắn và đó là tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Một điểm số rất quan trọng ở thời điểm này và chúng ta đang nỗ lực để thu hẹp cách biệt. 14-19. Đánh biên. Không kịp rồi. Phòng thủ bước một không thành công của Nguyệt Anh. Tình huống
tấn công biên là của đối chuyền mang áo số 9 Hani, người đang được lựa chọn thay thế cho vị trí của Megawati. Rachi cũng đã trở lại. Các mũi công của Indonesia ngày hôm nay đang thi đấu tốt hơn so với những gì họ đã thể hiện ở vòng đấu bảng. Thanh Thúy, Rachi, cơ hội ghi điểm dành cho Thanh Thúy. Tình huống đánh y của Thanh Thúy và bóng đã đi ra ngoài. 21-14. Hàng chắn đối phương cũng đang theo rất sát Thanh Thúy. Lâm Oanh lại trở lại sân để thay thế cho Kim Thoa. Cú bóng không thành công. 22-14. Biết khi nào thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mới sử dụng tới Như Quỳnh. Nhưng rõ ràng là các mũi công của đội tuyển Việt Nam đang gặp khó, trong khi thì đối phương ở phía bên kia sân lại tấn công rất tốt. Người vừa ghi điểm là Hani. Nếu chỉ dựa vào một mình khả năng tấn công của Thanh Thúy thì quá dễ cho hàng chắn của Indonesia để có thể bắt bài. Lý Thị Luyến không thể thực hiện những cú đánh nhanh. Đoàn Thị Xuân thì tập trung vào nhiệm vụ block, và do đó tấn công đang chỉ trông cậy vào một mình Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 15-23. Tình huống đánh bóng không qua lưới của Indonesia. Đó là tình huống ghi điểm đúng luật của Trần Thị Thanh Thúy. Tận dụng tốt thời cơ sau lỗi bước một của đối phương. Quida vừa có một pha phối hợp tốt với tình huống ghi điểm ở vị trí số 3. Cú đánh rất dứt khoát của đội trưởng bên phía Indonesia giúp cho đội bóng này tới gần với chiến thắng trong set 3 này. 24-16. Thật sự là rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam lại gặp khó khăn đến như vậy trước Indonesia. Và điểm quyết định trong trận đấu này cũng đã thuộc về Indonesia. Họ giành thắng lợi với tỷ số 25-16 và một lần nữa lại vươn lên dẫn trước. Tỷ số đang là 2-1 sau 3 set đấu. Rõ ràng là chúng ta